phát huy truyền thống phẩm chất cách mạng Cụ Hồ. Ngoài dạy bảo con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hàng ngày ông Trịnh Văn Thư, thương binh 3/4 ở ấp Tân Hiệp, xã Tân Dân, vẫn hăng say lao động sản xuất. Từ mô hình nuôi tôm cua kết hợp, sau khi trừ chi phí, mỗi năm ông thu nhập gần 150 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn bao dí hơn 1.500 m2 vườn để trồng rau màu, chăn nuôi gia cầm, thả cá nước ngọt. Nhiều năm liền, ông được công nhận là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Học theo bác thì mà học không hết nổi, nhưng mà cái gì bác nói mà thực tế mình làm được, mình phát triển được thì cố gắng làm, cố gắng phát triển để sống làm thế nào cho nó là sung túc, càng ngày càng phát triển trong kinh tế gia đình. Với diện tích 25.000 m2, thương binh 4/4 Đỗ Hoàng Nghĩa ở ấp Tân Phú, xã Tân Dân cũng thực hiện mô hình nuôi tôm cua kết hợp, đồng thời trồng rau màu, cây ăn trái trên diện tích 3.000 m2, mỗi năm cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Không chỉ vậy, ông còn tuyên truyền, vận động các thành viên trong gia đình luôn gương mẫu thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Đối với bản thân thì chấp hành là chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, đặc biệt là vấn đề ở địa phương thì mình phải là tuân thủ những cái quy định của địa phương. Đối với mình thì đặc biệt là phải giáo dục con cháu làm như thế nào đó để học tập. Học tập vừa là học tập đối với gia đình cũng vừa là học tập đối với xã hội. Thì đối với bản thân tôi đó thì nói chung là bản thân thì ra sức là học tập tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tất cả các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã thì hầu hết là người ta chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, luôn phát huy được cái truyền thống cách mạng để góp phần thực hiện các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Trên thực tế thì địa bàn xã cũng có nhiều cái gia đình cách mạng gương mẫu. Tiêu biểu nhất là trong đó có hộ ông Trịnh Văn Thư, thương binh là 3/4, ông Đỗ Hoàng Nghĩa là thương binh 4/4, thuộc cái đối tượng người có công với cách mạng gương mẫu tiêu biểu. Hiện nay, huyện Đầm Dơi có hơn 16.000 đối tượng chính sách, người có công, phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc và phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ. Các đối tượng chính sách, người có công luôn đi đầu trong các hoạt động địa phương, là những tấm gương điển hình về người công dân kiểu mẫu, gia đình cách mạng gương mẫu. Tính đến nay, toàn huyện có hơn 1.000 công dân, gia đình được công nhận là người công dân kiểu mẫu, gia đình cách mạng gương mẫu. Mong muốn của các hộ gia đình là sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa tính tự chủ, vượt khó vươn lên, ngày càng có nhiều đối tượng chính sách trở thành người công dân kiểu mẫu và gia đình cách mạng gương mẫu. Tiêu biểu trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các phong trào của địa phương, có tinh thần tự lực vươn lên trong cuộc sống.